hát một người cũng không quên cảm ơn tất cả những thân vịnh của Lạc Thiên Tài. Cảm ơn rất nhiều của những người anh, người chị đã những chút thời gian quý báu đến chung vui với Lạc Thiên Tài. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Và để tiếp với chương trình ngày hôm nay, Lạc Thiên Tài sẽ cùng với một người chị không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nên chuyên nghiệp chứ chưa chuyên nghiệp quý vị. Đó là chị Vân Cầm cùng với Lạc Thiên Tài hát lúc trước đời Thái Lương, Vương Thuy Kiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn phải có ai để cổng dường thương.